Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một ý tưởng làm chatbot của lĩnh vực bảo hiểm và bạn có thể xem ý tưởng của cái chatbot bảo hiểm này để bạn có thể thiết kế một chatbot phù hợp với sản phẩm bạn đang kinh doanh, với ngành nghề bạn đang kinh doanh, và bạn có nhiều ý tưởng hơn để bạn có thể phát triển sản phẩm của bạn, hoặc bạn có thể copy kịch bản này ở dưới cái video này, ở đường link dưới cái video này, và bạn sửa nó lại để phù hợp với sản phẩm của bạn, được chưa? Thì chúng ta cần phải làm rõ với nhau về ý tưởng này như thế nào. Thì bạn sẽ nhìn thấy là ở trong kịch bản này thì sẽ có là xin chào này, đây là phần chào mừng này. Thì lần đầu tiên khi khách hàng họ vào trong chatbot thì chúng ta sẽ cung cấp cho họ các cái thông tin liên quan tới những cái sản phẩm và dịch vụ chúng ta cung cấp, hoặc có thể tạo hứng thú cho khách hàng, tạo cái sự kết nối với những khách hàng mà họ chưa thực sự có nhu cầu với chúng ta. Thì bạn sẽ thấy là ở trong đây là nằm ở trong kịch bản chào mừng, là lần đầu tiên khách hàng họ ghé vào thì chúng ta có cái phần là chào mừng họ và giới thiệu họ là đây là cổng thông tin tư vấn về bảo hiểm nhân thọ đỉnh cao nhất Việt Nam. Và trong này thì chúng ta sẽ có những đưa cho khách hàng được phép lựa chọn ở trong những cái lựa chọn này. Ví dụ như họ có thể lựa chọn đó là một quà tặng từ chúng ta, hoặc là họ sẽ tìm hiểu về các gói bảo hiểm mà chúng ta đang cung cấp, hoặc là họ có thể là quan tâm đến những cái chương trình hợp tác kinh doanh cùng chúng ta. Thì chúng ta sẽ có những cái thông tin tổng quan, những thông tin giới thiệu cho họ, và họ có thể tìm kiếm thông tin này bất cứ lúc nào. Thì ví dụ như ở trong phần này chúng ta cũng có thiết kế cái phần là menu. Thì trong phần menu này thì khách hàng họ sẽ có thể vào đấy để họ lựa chọn ví dụ như các gói bảo hiểm hoặc là quà tặng, thì họ dễ dàng để họ tìm kiếm các thông tin hơn rất là nhiều. Thì kịch bản này có một số các cái điểm đặc biệt. Thứ nhất đó là nếu như khách hàng họ vào trong box và sau đó 10 phút họ không có bất cứ một hành động nào cả, có nghĩa là họ họ không bấm vào trong những cái lựa chọn này, thì kịch bản chatbot sẽ tự động đưa ra một cái nhắc nhở, rằng là họ đã 10 phút trôi qua rồi mà họ chưa có một cái hành động nào đó. Thì chúng ta có thể bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào trong phần kịch bản chatbot và mình sẽ nói với các bạn cách thức để các bạn có thể cài đặt nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ vào trong kịch bản chatbot nhé. Thì đây chính là kịch bản dành cho bảo hiểm nhân thọ. Thì bạn sẽ thấy là nó gồm có hai kịch bản là mặc định, là kịch bản chào mừng và mặc định này, và năm kịch bản từ khóa. Đây là các kịch bản bảo hiểm. Và trong này thì nó sẽ có các cái phần kịch bản từ khóa thì sẽ giới thiệu chi tiết về ví dụ như là quà tặng hấp dẫn. Bạn nhìn thấy có cái nút là quà tặng hấp dẫn đúng không ạ? Thì nó nằm ở trong cái phần là từ khóa kịch bản là quà tặng này. Các gói bảo hiểm thì nằm ở trong kịch bản thứ hai, hợp tác kinh doanh, và trong này thì nó có hai cái phần là tư vấn và xin thông tin. Thì để chúng ta có thể lấy được những cái thông tin của những khách hàng mà họ có sự quan tâm hoặc là họ muốn trở thành cộng tác viên hoặc đại lý của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đi vào trong cái phần kịch bản chào mừng và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái kịch bản này. Và sẽ thấy là phần kịch bản này thì nó sẽ có ở trong này. Đây, nó nằm ở trong cái phần bắt đầu này, được không ạ? Trong phần bắt đầu này thì bạn sẽ nhìn thấy là trong này nó có các cái phần giới thiệu này, có các cái phần lựa chọn này. Bạn sẽ nhìn thấy là ở mỗi một cái lựa chọn này của khách hàng thì chúng ta có một cái hành động tương ứng, có nghĩa là gán một cái hành động theo cái lựa chọn của khách hàng. Khách hàng họ lựa chọn vào, nếu như họ thích nhận quà chẳng hạn, thì thuộc tính ở đây nó sẽ được gán là sẽ gán một cái nút là delay với từ khóa là với cái thẻ là quà tặng. Còn nếu như khách hàng họ chọn là gói bảo hiểm thì sẽ được gán là thuộc tính delay với thẻ là các gói bảo hiểm, và hợp tác kinh doanh thì sẽ là thẻ là hợp tác kinh doanh. Thì điều này để làm gì? Thì chúng ta sẽ dẫn tiếp tục tùy câu trả lời của khách hàng thì chúng ta sẽ dẫn khách hàng tới cái phần điều kiện ở đây. Và trong phần điều kiện này thì bạn sẽ nhìn thấy là trong này nó có tất cả là bốn điều kiện đúng không ạ? Trong trường hợp là nếu như lựa chọn của khách hàng mà là lượng là quà tặng thì nó sẽ chuyển tiếp khách hàng tới phần kịch bản quà tặng. Còn nếu trong lựa chọn là gói bảo hiểm thì nó sẽ chuyển tiếp tới kịch bản gói bảo hiểm. Và trong trường hợp rộng, tức là khách hàng họ không có một cái lựa chọn nào cả, thì nó sẽ dẫn khách hàng tới đây, nó sẽ dẫn tới cái này. Các bạn sẽ nhìn thấy là các cái phần điều kiện nó là từ trên xuống dưới này, nó sẽ tương ứng với từ trái qua phải, và bạn sẽ đếm là 1 2 3 4. Điều kiện rỗng là nằm ở số 4 đúng không ạ? Thì ở trong kịch bản này nó sẽ cũng sẽ nằm là số 4 đúng không? Và nó sẽ đưa tới một ô là Smart Delay, tức là chúng ta tạo ra một cái độ trễ 10 phút
Và sau đấy thì nó sẽ dẫn tiếp tới một kịch bản nữa là đã 10 phút trôi qua và bạn chưa có phản hồi gì. Mời bạn hãy tham khảo, mời anh chị hãy tham khảo lại, đúng không ạ? Đây, giờ quay đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây nó đã có một cái nhắc nhở. Đấy, dành cho những người nào mà họ không có một cái lựa chọn nào cả, họ không nhấn vào một cái lựa chọn nào thì là một lần nhắc nhở nhở với họ. Thì đó cũng là một cái ý tưởng để bạn có thể thiết kế các cái phần kịch bản của bạn. Rồi, ở trong này thì chúng ta sẽ bấm vào phần quà tặng hấp dẫn này. Thì khi nhấn vào phần quà tặng hấp dẫn như vậy thì nó sẽ chuyển tới kịch bản từ khóa là quà tặng ở đây. Và trong này thì có setup là ba cái phần quà. Đúng không ạ? Chúng ta vào đây chúng ta xem này. Trong này có ba phần quà đúng không ạ? Một phần quà là full 10 cuốn sách nói từ của người Do Thái này, hay là bộ ebook về 60 cách xử lý từ chối này, hay là quà tặng quà là 10 cuốn sách về dạy con làm giàu. Đấy. Thì các cái phần quà tặng ở đây thì trong kịch bản này được thiết kế chỉ để làm demo cho bạn thôi. Chính vì vậy nên là nó sẽ không có cụ thể các cái phần quà ở đây. Đúng không ạ? Nó sẽ không cụ thể các phần quà này. Nó chỉ có mang tính chất tham khảo. Bạn hoàn toàn có thể thiết kế những cái quà tặng phù hợp với mà bạn có, hoặc là nó có thể là phù hợp với ngành nghề hay là sản phẩm mà bạn đang kinh doanh. Thì đó là phần quà tặng. Đúng không ạ? Là chúng ta sẽ đây, bạn thấy không? Phần quà tặng hấp dẫn này thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Đó, một số các cái phần quà, ví dụ như bấm vào phần là tặng 13 bộ cuốn sách dạy con làm giàu. Thì nó sẽ dẫn tiếp tới cái phần là sẽ phần phần content mà chúng ta đã thiết kế. Đấy. Và chúng ta có thể dùng cái quà tặng này để chúng ta giáo dục khách hàng được. Ví dụ như chẳng hạn như là khách hàng họ muốn nhận quà nhưng mà họ không có xem thông tin bảo hiểm đúng không ạ? Thì chúng ta có thể lồng ghép cái phần quà của mình với sản phẩm bảo hiểm. Thì đây cũng là một cái ý tưởng. Ví dụ như ở đây khách hàng là gì ạ? Nếu như khách hàng muốn nhận phần quà là 10 bộ sách 10 con dạy con làm giàu đúng không ạ? Tức là họ đang quan tâm đến việc là thay đổi tài chính của họ. Thì ở đây thì chúng ta có những cái là một trong những nguyên nhân giàu chúng ta sẽ bắt đầu là giới thiệu về phần bảo hiểm ở trong cái phần quà của chúng ta, đúng không ạ? Và sẽ khiến có thể là gì ạ? Khiến cho khách hàng họ có tò mò về lĩnh vực của chúng ta, sau đấy họ đọc tiếp. Thì trong chúng ta cũng có thể lồng ghép những quà tặng liên quan tới sản phẩm chúng ta vào vào trong các kịch bản chatbot. Đấy ạ. Thì cái này bạn có thể thiết kế tự mình thiết kế, bạn có thể xem đây là một cái ý tưởng để cho bạn hình dung. Thì đó là về phần quà tặng. Còn ví dụ như nếu ở đây chúng ta chọn một cái khác là các gói bảo hiểm, các gói bảo hiểm thì bạn sẽ thấy là ở đây có xuất hiện những gói bảo hiểm mà chúng ta sử dụng ở đây, đó là chúng ta sử dụng thẻ ảnh để giới thiệu về sản phẩm. Thì bạn thấy là khi mà chúng ta để dùng thẻ ảnh như này thì nó sẽ kích thích cái thị giác của khách hàng hơn. Rồi chúng ta sẽ vào cái bản thứ hai là các gói bảo hiểm, được chưa? Các gói bảo hiểm nằm trong cái từ khóa là các gói bảo hiểm đúng không ạ? Cái bản từ khóa. Đó, thì bạn sẽ nhìn thấy một chuỗi các cái kịch bản đây. Rồi thì tôi sẽ bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhìn nhé. Thì bạn nhìn rất là nhiều kịch bản này thì bạn sẽ cảm thấy hơi rối mắt đúng không? Thì một cái mẹo ở đây dành cho các bạn đó là khi các bạn vào bất cứ một kịch bản nào chatbot của HiChat thì bạn cứ tìm block nào, một ô như này được gọi là một block đúng không ạ? Thì cứ cái block nào mà nó không có chấm xanh hoặc chấm đỏ ở trên thì nó sẽ là block đầu tiên khách hàng họ bước vào. Ví dụ như trong kịch bản này thì bạn sẽ nhìn thấy có mỗi ô bắt đầu là ở trong cái phần đầu này nó không có nó không có chấm xanh chấm đỏ gì ở trên cả đúng không ạ? Nó không được nối bất cứ một cái thứ gì ở trong cái phần đầu này. Thì đây sẽ là kịch bản lần đầu tiên khách hàng họ vào họ sẽ đến kịch bản này. Đấy. Thì trong 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 cái phần lựa chọn này. Đấy, thì các bạn sẽ vào các bạn sẽ thấy là bạn đang quan tâm đến gói bảo hiểm nào đúng không ạ? Thì với mỗi một cái lựa chọn của khách hàng thì nó sẽ dẫn tới đấy, ví dụ như khách hàng họ lựa chọn vào là bảo hiểm nhân thọ thì nó sẽ có cái phần là gì ạ? Giới thiệu đến phần là bảo hiểm nhân thọ đúng không ạ? Đây, bảo hiểm nhân thọ thì giới thiệu đến bảo hiểm nhân thọ. Trong trường hợp là bảo hiểm sức khỏe thì nó sẽ dẫn tới là bảo hiểm sức khỏe. Bảo hiểm về tai nạn thì dẫn tới kịch bản là bảo hiểm tai nạn. Bảo hiểm du lịch này, bảo hiểm dành cho phụ nữ, được chưa? Và bạn cũng nhìn thấy là trong kịch bản này thì cũng có một cái hành động được gán đó là sản phẩm cùng với cái mối quan tâm của khách hàng. Thì bạn có thể dùng cái điều này để bạn gì ạ? Bạn phân loại được khách hàng của mình thành những cái thẻ khác nhau để chúng ta có thể chăm sóc khách hàng của mình một cách tốt tốt hơn. Và trong trong này thì mình không đi sâu vì bởi vì mỗi một cái ngành nghề bảo hiểm thì họ sẽ có những gói sản phẩm dịch vụ khác nhau đúng không ạ? Thì ở đây là một cái demo, tức là nếu như khách hàng họ quan tâm đến gói bảo hiểm nào, ví dụ như họ đang quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta sẽ có các cái phần giới thiệu về bảo hiểm nhân thọ ở đây, trọn đời này, rồi là đón đầu này, hay là thịnh
an tích lũy trọn đời này. Đấy. Và trong mỗi một cái gói này thì nó lại sẽ có những cái gọi là những cái thông tin riêng, thì chúng ta có thể thiết kế để chúng ta hướng dẫn cho khách hàng, chúng ta có thể thiết kế để cho khách hàng họ có thể tìm kiếm thông tin ở đây. Chúng ta sẽ ví dụ, còn ví dụ như đối với bảo hiểm sức khỏe chẳng hạn, thì nó cũng sẽ có các cái gói dịch vụ liên quan. Thì bạn có thể tạo chatbot giống như là bạn có thể biến chatbot của mình trở thành một cái website, trở thành một cái website, và trong website khách hàng họ có thể là xem tìm kiếm thông tin từ các cái sản phẩm, chỉ khác một điều là nó nằm ở trên Messenger thôi, đúng không ạ? Và ở đây trong kịch bản này thì đã đưa các cái hết tất cả các cái gói sản phẩm mà bảo hiểm có lên trên trên Messenger, thì đây chính là cái cách thức để chúng ta có thể tiến hành. Bạn có thể sử dụng thẻ ảnh, bạn có thể sử dụng nút bấm, bạn có thể sử dụng nút trả lời nhanh để bạn thiết kế kịch bản này. Và chúng ta sẽ cùng xem một chút nhé. Ví dụ như ở đây mình sẽ thử xem về phần bảo hiểm nhân thọ này, bấm vào phần xem chi tiết này, thì bạn sẽ thấy là thực ra thiết kế một kịch bản chatbot nó cũng không hề phức tạp một chút nào, bạn chỉ dành một chút thời gian thôi. Thì bạn hoàn toàn có thể tạo ra hẳn một hệ thống mà khách hàng họ rất là dễ để có thể tìm kiếm thông tin. Đây. Thì ví dụ như trong gói bảo hiểm là trọn đời thì có giáo dục này, tiết kiệm, hưu trí này. Khách hàng bấm vào phần xem chi tiết này. Thì nó sẽ tiếp tục đưa tiếp khách hàng tới cái blog mà tiếp theo, đúng không ạ? Rồi giới thiệu về dòng bảo hiểm trọn đời này. Đấy. Đây, nó sẽ dẫn tiếp khách hàng tới những cái phần này. Và trong trong các cái gói bảo hiểm này thì ví dụ như khách hàng họ muốn là xem giới thiệu video chẳng hạn, thì họ có thể bấm vào cái phần xem video này. Thì trong cái nút bấm này thì các anh chị sẽ để ý là trong cái phần hành động này chúng ta có thể dẫn khách hàng tới một cái gì ạ? Mở khách hàng một cái link website, tức là dẫn khách hàng tới một website giới thiệu ở trên YouTube hoặc là trên một kênh video nào đó của các anh chị. Hoặc là nếu như khách hàng muốn là tư vấn miễn phí, tư vấn này, được tư vấn này, tức là họ muốn kết nối với chúng ta thì chúng ta có thể chuyển tiếp họ tới kịch bản tư vấn ở trong phần kịch bản từ khóa, đúng không ạ? Và nếu như khách hàng họ muốn là đăng ký sử dụng thì chúng ta sẽ đăng ký mua, thì chúng ta sẽ có phần là xin thông tin của họ. Được. Đây. Các cái sản phẩm bảo hiểm này, được bảo vệ này trước này, được hỗ trợ 50, thì đây là một kịch bản mà team của AI Chat đã thiết kế cho một khách hàng doanh nghiệp và muốn gửi cho bạn để bạn có thể tham khảo. Đúng không ạ? Đấy, các giới thiệu về các lợi ích của bảo hiểm này, được hỗ trợ 50% phí bảo hiểm khi thương tật vĩnh viễn này, rồi sở hữu tài khoản đầu tư linh hoạt vân vân. Đấy, bảo vệ trọn đời chỉ với một bảo hiểm duy nhất này, bảo vệ cho cả gia đình trong một hợp đồng này vân vân. Và có chia sẻ sâu hơn về gói sản phẩm này. Sau đấy rồi khách hàng sẽ có thể chọn lựa chọn, họ có thể chọn là được tư vấn tiếp tục hoặc là họ sẽ gì ạ? Họ hoặc là họ có thể để lại thông tin. Thế đấy cũng là một cách để chúng ta có thể thiết kế kịch bản, đúng không ạ? Giờ ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần phần kịch bản, chúng ta sẽ xem tiếp phần tiếp theo, đúng không ạ? Thì đây chính là phần phần kịch bản về giới thiệu về gói sản phẩm, gói dịch vụ. Đấy, và chúng ta đưa các cái sản phẩm, các cái gói dịch vụ hướng tới cho khách hàng. Thì với mỗi một cái dịch vụ, mỗi cái gói sản phẩm thì sẽ có một các cái thông tin, có các cái dịch vụ đi kèm khác nhau. Có thể thiết kế rất nhiều để cho khách hàng họ tìm kiếm. Tiếp theo nữa là phần hợp tác kinh doanh này. Phần hợp tác kinh doanh này. Thì trong phần hợp tác kinh doanh này thì chúng ta cũng sẽ nói về quyền lợi trong cái việc là hợp tác, đúng không ạ? Thì bạn sẽ bấm vào phần hợp tác kinh doanh này thì chúng ta sẽ có là hiện nay chúng tôi đang mở mô hình kinh mới về ngành bảo hiểm khá tiềm năng, vốn ít, ít rủi ro, thu nhập tốt mà được chính phủ phủ ủng hộ phát triển. Nếu bạn thực sự quan tâm đến một cơ hội mới, chúng ta có thể gặp gỡ trực tiếp 30 phút để chia sẻ về dự án này. Đấy. Và nếu mà bạn có thể hợp tác, còn nếu không thì bạn có thể có thêm một thông tin mới. Bạn có thể liên hệ với sở thông qua thông tin sau nhé, Facebook và điện thoại Zalo. Thì chúng ta sẽ dẫn khách hàng tới website, đến số điện thoại của chúng ta, hoặc là dẫn khách hàng tới Zalo để họ có thể là kết nối thông qua Zalo cùng với chúng ta. Đấy. Thì đây chính là cái phần là hợp tác đại lý. Và trong cái phần tư vấn thì bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần tư vấn này thì chúng ta sẽ hỏi các cái thông tin, hỏi số điện thoại của khách hàng.
đúng không ạ? Rồi, ví dụ như khách hàng sau khi họ đã xem các cái thông tin giới thiệu về về các cái gói bảo hiểm rồi, họ đã có một cái ra được một cái quyết định rồi là họ sẽ đăng ký để được tư vấn miễn phí. Họ muốn kết nối trực tiếp thì họ sẽ bấm vào phần tư vấn miễn phí này. Thì khi họ nhấn vào phần tư vấn miễn phí này thì nó đi tới cái kịch bản tư vấn này đúng không ạ? Và chúng ta sẽ hỏi lại cái thông tin số điện thoại của họ. Đấy. Thì trong trường hợp là nếu như họ bấm vào liên hệ trực tiếp thì nếu khách hàng họ dùng điện thoại thì nó sẽ nghe tức nhập cái số điện thoại của chúng ta vào trong phần phần đó. Hoặc nếu khách hàng họ muốn để lại thông tin thì sẽ có một cái block tiếp theo là hỏi lại cái thông tin số điện thoại của họ. Được chưa? Thì đấy là về phần tư vấn đúng không? Trong trường hợp là khách hàng họ muốn mua luôn thì nó sẽ có cái kịch bản để khách hàng họ điền, họ cung cấp thêm các cái thông tin. Ví dụ như là giới tính này, nữ này, ngày sinh này. Ví dụ như vậy đúng không? Thì các anh chị có thể thấy là chúng ta có thể thiết kế ra những cái câu hỏi từng bước một để khách hàng họ trả lời. Thì cái này nó sẽ nằm ở đâu ạ? Nó sẽ nằm ở trong cái phần là xin xin thông tin ở đây, được chưa? Đấy, và nó sẽ có những cái phần là hỏi từng câu một, giới tính này, họ tên này, số tiền tiết kiệm mà họ muốn nó có mỗi tháng này, số điện thoại này, địa chỉ, ngày giờ thời gian xác nhận và cảm ơn này. Đấy. Thì đây chính là phần để chúng ta xin thông tin của khách hàng. Thì vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ giới thiệu cho bạn về một ý tưởng của kịch bản dành chatbot dành cho lĩnh vực bảo hiểm, và trong này thì bạn đã có thêm được khá là nhiều các cái ý tưởng để bạn phát triển đúng không ạ? Thì bạn có thể là nếu như bạn làm trong lĩnh vực bảo hiểm, bạn có thể thiết kế là bạn có thể sửa lại các phần các cái gói sản phẩm mà bạn đã có ở trong trong phần kịch bản này. Bạn sẽ phối hợp giữa việc là sử dụng những phần thẻ ảnh này, các phần thẻ ảnh này và những phần các cái phần nút về phần hành động, đúng không ạ? Để chúng ta có thể phân loại được khách hàng thông qua thẻ và chúng ta chuyển tiếp khách hàng tới những cái mà khách hàng họ quan tâm. Ví dụ như ở đây khách hàng họ có thể chúng ta có thể giới thiệu thêm khách hàng bằng cách là chúng ta đưa họ tới YouTube để họ xem video, hoặc là đến kênh của các bạn, hoặc là chúng ta có thể tư vấn miễn phí hoặc là đăng ký cho khách hàng. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể thiết kế một kịch bản chatbot tương tự như vậy, và đó chính là một 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 chatbot liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm. Và mình tin là bạn đã có rất là nhiều ý tưởng trong lĩnh vực ngành nghề này rồi, và chúc tất cả bạn có thể là triển khai được kịch bản chatbot này, và bạn hoàn toàn có thể copy kịch chatbot này cũng như là ý tưởng này để bạn tham khảo ở dưới cái video này. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.